chụp cộng hưởng từ thế hệ mới nhất tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Chụp cộng hưởng từ MRI là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại cho phép phát hiện khối u chính xác mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thông qua chụp MRI, các bệnh lý sản phụ khoa phức tạp, đồng thời các khối u lành ác tính được xác định ngay khi chưa có biểu hiện bệnh. Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trang bị máy chụp cộng hưởng từ thế hệ mới nhất, thực hiện tầm soát toàn diện ung thư vú, ung thư phụ khoa, điều trị bệnh lý khó và phức tạp. Hơn cả mong đợi so với máy MRI thông thường, Magnetome Sempra 1.5T cho phép khách hàng trải nghiệm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất hiện nay. Hình ảnh có độ phân giải cao, rõ nét, giúp tìm ra khối u ở vú, buồng trứng, tử cung, đồng thời xác định u lành ác tính ngay khi chưa có biểu hiện bệnh. Đánh giá mức độ bệnh và giai đoạn xâm lấn của khối u bên trong cơ thể. Chẩn đoán chính xác các bệnh lý tuyến vú, bệnh lý phụ khoa. Không gây độc hại cho cơ thể vì không sử dụng bức xạ ion hóa. Thời gian thăm khám chỉ mất 10 phút với các trình chụp tối ưu hóa. Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, khách hàng không chỉ được chụp MRI bằng thiết bị mới nhất hiện nay mà còn được khám, tư vấn bởi các chuyên gia hàng đầu về sản phụ khoa, xét nghiệm sàng lọc ung thư vú, ung thư phụ khoa bằng hệ thống máy móc hiện đại thế hệ mới. Đặt lịch khám sản phụ khoa, chụp MRI, tầm soát ung thư vú, ung thư phụ khoa qua tổng đài 1900 6922 nhánh 3 hoặc nhánh 7.